để sinh con trai và tăng tinh trung y? Một Nhân sâm Nhân sâm từ lâu vốn đã được nhiều nam giới tin dùng bởi công dụng tuyệt vời, đó chính là bổ thận tráng dương, sinh lực được tăng cường. Ngoài ra nhân sâm còn có tác dụng lượng máu lên tinh hoàng tốt nhất, khiến tinh trùng y khỏe mạnh và tăng số lượng, cuộc sống tình dục của nam giới cũng sẽ tốt hơn nhiều. 2. Tỏi Trong danh sách các thực phẩm đàn ông ăn gì để có nhiều tinh trùng y thì không thể không kể đến tỏi, chất selen, vitamin B6, có nhiều trong tỏi không chỉ tốt cho não, gan mà còn nâng cao chất lượng tinh trùng ở nam giới, giúp quá trình lưu thông máu đến tinh trùng thường xuyên, từ đó số lượng tinh binh tăng lên đáng kể, tăng chất lượng đời sống tình dục của nam giới. Bên cạnh đó, casat acylin có trong tỏi có công dụng hữu hiệu trong việc hạn chế sự phát triển của các mầm bệnh trong tinh hoàng nam giới, khiến tinh hoàng phát triển bình thường và chất lượng tinh trùng, trong đó có tinh trùng y cũng chất lượng hơn. 3. Nhóm thực phẩm giàu kẽm, hải sản như là hầu, sò, ngao, trứng gà, cá hồi, cá cơm, hạnh nhân, thịt bò. Nhóm thực phẩm này giàu protein, kẽm giúp nâng cao chất lượng tinh trùng, đặc biệt là tinh trùng y, tinh trùng sinh con trai. Trong hầu có chứa axit amin giúp hỗ trợ việc sản xuất testosterone ở người chồng và progesterone ở người vợ, làm cho cả hai vợ chồng luôn hứng thú khi làm chuyện ấy. 4. Sô cô la đen. Sô cô la đen còn là thực phẩm tuyệt vời trả lời cho câu hỏi đàn ông ăn gì để có nhiều tinh trùng y. Acid amin L-arginine có nhiều trong sô cô la đen có công dụng hữu hiệu đối với tinh trùng ở nam giới. Khi ăn nhiều thực phẩm này sẽ không chỉ giúp tăng số lượng tinh trùng mà chất lượng tinh trùng cũng được cải thiện đáng kể. Theo một số chuyên gia thì nam giới nên ăn loại sô cô la chứa 85% sẽ tốt cho tinh trùng hơn. 5. Lượng trong quả lựu có chất oxy hóa có tác dụng đặc biệt trong việc giảm molo dehide, một chất gây hại cho tinh trùng nói chung và tinh trùng y nói riêng. Nam giới khi ăn lựu thường xuyên còn giúp tăng khả năng tăng cường testosterone, giúp việc lưu thông máu được dễ dàng và làm tăng ham muốn tình dục, cuộc sống gia đình từ đó hạnh phúc hơn. 6. Ăn nhiều nấm để hạ sinh bé trai khỏe mạnh. Nấm là nguồn thực phẩm giàu khoáng chất và vi lượng tuyệt vời như selen, vitamin D, kali, các vitamin nhóm B. Các loại vi chất này đặc biệt là vitamin D và kali giúp làm tăng cơ hội thụ thai bé trai. Do đó hãy kết hợp nấm vào thực đơn ăn uống hàng ngày hoặc hàng tuần nếu bạn đang cố gắng muốn có một đứa bé trai nhé. 7. Ăn chuối bổ sung kali giúp tinh trùng khỏe hơn. Chuối là một loại trái cây rất tốt cho sức khỏe và có chứa hàm lượng kali cao. Kali là một loại chất có lợi cho tinh trùng, đặc biệt nó giúp tinh trùng y khỏe hơn và có thời gian sống lâu hơn trong cơ thể phụ nữ. Điều này sẽ làm tăng khả năng cho tinh trùng y gặp được trứng để thụ thai con trai. Do đó, người chồng nên ăn hai quả chuối mỗi ngày để nâng cao chất lượng tinh trùng của mình nhé. Những thực phẩm không nên ăn, chúng sẽ làm giảm chất lượng tinh trùng. Một, không nên uống rượu bia. Người chồng uống nhiều rượu bia không chỉ hủy hoại sức khỏe và tinh thần, mà còn làm giảm số lượng và chất lượng của tinh trùng. Điều này khiến khả năng thụ thai thành công thấp hơn nhiều. Hai, không hút thuốc lá. Có rất nhiều người đàn ông hút thuốc lá. Đây cũng là một trong những tác nhân giết chết tinh trùng của bạn. Ba, thực phẩm cay nóng và đồ ăn nhanh như mì tôm, ớt, khoai tây chiên cũng không tốt cho tinh trùng của người đàn ông.